Thưa quý vị, sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Lưu Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai công điện của Ban Bí thư và chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hiện nay Đà Nẵng đã tập trung chỉ đạo các đơn vị địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, các giải pháp sẽ được thực hiện đồng bộ, quyết liệt, đề cao cảnh giác, phát huy kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch, chủ động triển khai phương án phòng chống dịch, đáp ứng yêu cầu, nhất là tại các khu vực tập trung đông người, các cơ quan, đơn vị, các bệnh viện, chợ, siêu thị, cơ sở sản xuất. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tập trung rà soát hoàn thiện các quy trình phương án phòng chống COVID-19 trên địa bàn, thực hiện đầy đủ quyết liệt nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhất là biện pháp 5K. Thành phố cũng thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tại cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại nơi lưu trú. Trong thời điểm này, hạn chế tổ chức các sự kiện đông người, các lễ hội, đồng thời quản lý chặt chẽ địa bàn, xuất nhập cảnh, phát hiện kịp thời không để xảy ra tình trạng nhập cảnh vượt biên trái phép gây ra lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Điều tra, triệt phá các đường dây đưa người vượt biên trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.